Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh tin tức của chúng tôi. Vụ xe khách chở 53 người lao xuống vực đang gây chấn động dư luận, nạn nhân nằm la liệt khắp nơi. May thay có đoàn phượt thủ 18 người đã giúp chở nhiều người đi cấp cứu. Chi tiết sự việc này ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Khoảng 19 giờ 30 phút tối ngày 1 tháng 9, xe khách giường nằm của nhà xe Sao Việt chở 53 người từ Sapa về thành phố Lào Cai. Khi đến đoạn Tòng Sành, dốc 3 tầng trên quốc lộ 4D thuộc xã Tòng Sành, huyện Bát Sát, cách thành phố Lào Cai khoảng 15 km. Trong lúc tránh xe con biển Hải Phòng, xe khách mất lái lao xuống vực sâu. Theo ghi nhận của phóng viên VN Express, chiếc xe giường nằm nằm sâu dưới vực, cách đường khoảng 200 m. Các nạn nhân bị bắn văng khắp nơi từ trên đường xuống vực. Những tiếng gào khóc kêu cứu thảm thiết vang lên. Nhiều nạn nhân bị các mảnh của chiếc xe khách đè lên, máu chảy lên láng. Một nhân chứng cho hay, vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, đoàn phượt Phong Vân gồm 18 người từ Hà Nội lên Sapa đã xuống vực để cứu người. Họ lấy những chiếc giường nằm trong xe khách rồi buộc nạn nhân vào đó để kéo lên mặt đường, đưa đi cấp cứu. Một nữ sinh viên đại học y bị thương nặng, nằm cạnh chiếc xe giường nằm biến dạng đã cố gắng kêu cứu và bám chặt vào chân của một nam thanh niên trong đoàn. Một thành viên trong đoàn phượt tên Trang kể lại, cách nơi nữ sinh nằm vài mét, một nam hành khách bị thương ở đầu. Khi được nhóm phượt băng bó, anh liên tục bày tỏ lo lắng cho người vợ đi cùng. Chị vợ chỉ nằm cách đó không xa, nhưng trong đêm tối họ không thể nhìn thấy nhau. Những tiếng kêu yếu ớt không đủ để họ nhận ra giọng của nhau. Khi đoàn phượt tìm được chị vợ, chị ấy ôm ngực kêu đau và cầu xin mọi người tìm kiếm cứu chồng mình. Một nhân chứng kể lại, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng và Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Quốc Việt Hùng đã tới hiện trường, chỉ đạo công tác cứu hộ. Lúc hơn 23 giờ, ông Hùng cho hay số người tử vong hiện là 12, trong đó có cả lái xe tên Nguyễn Đình Thọ. 41 người khác bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện Lào Cai và Bệnh viện Y học Cổ truyền. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Bộ Y tế phối hợp với địa phương tập trung lực lượng, khẩn trương cấp cứu nạn nhân, giảm thiệt hại thấp nhất về người. Ngoài việc chỉ đạo các lực lượng cứu chữa cho nạn nhân, Phó Thủ tướng đã gửi lời chia buồn tới các gia đình có người bị tử vong, đồng thời yêu cầu lực lượng chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân để xử lý nghiêm theo pháp luật và đề ra các giải pháp khắc phục, ngăn chặn những vụ tai nạn tương tự. Ngay trong đêm, đoàn của Bộ Y tế do Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long dẫn đầu và các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức đã di chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Lào Cai để phối hợp cấp cứu người bị nạn. Sở Y tế tỉnh huy động toàn bộ y bác sĩ của khoa nội và khoa ngoại, các bệnh viện tuyến tỉnh, bệnh viện đa khoa các huyện, Bảo Thắng, Mường Khương, Sapa tham gia cấp cứu và phẫu thuật cho các nạn nhân. Trong đoàn của Bộ Y tế có 6 bác sĩ thuộc các khoa chấn thương sọ não, cột sống của Bệnh viện Việt Đức được tăng cường để hỗ trợ các đồng nghiệp Lào Cai trong việc phân loại, phẫu thuật và cấp cứu nạn nhân. Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long đã yêu cầu các y bác sĩ khám sàng lọc, xác định đầy đủ các chấn thương, cố gắng hồi sức tại chỗ, ưu tiên điều trị cho bệnh nhân nặng, phẫu thuật cho bệnh nhân trong trường hợp điều kiện trang thiết bị của bệnh viện có thể thực hiện được, tránh các tổn thương thêm khi vận chuyển bệnh nhân về tuyến trên. Ông Long cũng khẳng định, Bộ Y tế sẽ hội chẩn giữa các bệnh viện tuyến trung ương và Lào Cai, tăng cường tiêm thuốc, máu, máy móc và các thiết bị y tế cần thiết, đồng thời điều thêm các kíp mổ từ bệnh viện tuyến trung ương đến hỗ trợ điều trị, phẫu thuật bệnh nhân. Bộ Y tế cũng miễn toàn bộ viện phí cho những bệnh nhân trong vụ tai nạn thảm khốc này. Theo đánh giá của các bác sĩ, có 9 bệnh nhân nặng, trong đó có một phụ nữ bị đa chấn thương, vỡ xương chậu, gãy xương đùi, vỡ đốt sống, chấn thương sọ não và một nam thanh niên bị que chọc vào mắt xuyên sâu vào sọ. Hai bệnh nhân này đang được hồi sức tích cực. Theo thông tin vừa được Tập đoàn Bảo Việt thông báo chiều ngày 2 tháng 9, xe ô tô bị nạn đã mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự cho hành khách tại công ty Bảo Việt Hà Nội với mức bồi thường tối đa là 70 triệu đồng một người một vụ. Đây cũng là số tiền đại diện của Bảo Việt cho biết sẽ chi trả cho những nạn nhân bị thiệt mạng trong vụ tai nạn thảm khốc trên. Với những đối tượng bị thương, thông tin từ phía Bảo Việt cho hay, đơn vị này sẽ khẩn trương phối hợp với cơ quan chức năng xác định mức độ thương tật để chi trả, hỗ trợ người bị nạn. Theo đại diện Bảo Việt, ngay sau khi xác nhận thông tin về vụ tai nạn, đơn vị thành viên thuộc hệ thống là công ty Bảo Việt Lào Cai đã phối hợp cử đoàn đại diện đến thăm hỏi và nắm bắt tình hình. Phía Bảo Việt cũng khẳng định sẽ hướng dẫn hỗ trợ người được bảo hiểm nhanh chóng hoàn tất hồ sơ để có thể chi trả bảo hiểm đúng quy định, chính xác.
Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Bộ Y tế cũng hỗ trợ cho các gia đình có nạn nhân tử vong mỗi người 3 triệu đồng và các nạn nhân bị thương mỗi người 1 triệu đồng và miễn toàn bộ viện phí. Tiếp theo là một câu chuyện vô cùng bi hài. Một thanh niên vì buồn chuyện gia đình nên đã có ý định nhảy xuống sông để kết thúc cuộc sống. Tuy nhiên khi rơi xuống sông, thanh niên này đã bơi vào bờ rồi về nhà nằm ngủ, khiến cho đội cứu hộ trắng đêm tìm kiếm. Chi tiết sự việc bi hài này là như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Sự việc xảy ra vào rạng sáng ngày 27 tháng 8. Tiếp nhận tin báo có một trường hợp bỏ xe máy trên cầu Long Bình 2 thuộc phường 5, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, gieo mình xuống sông. Tổ cứu nạn cứu hộ thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Trà Vinh lập tức phân công lực lượng, phương tiện có mặt tại hiện trường triển khai đội hình tìm kiếm. Tuy nhiên, sau hơn 2 giờ nỗ lực tìm kiếm, tổ cứu nạn cứu hộ nhận được thông tin người nhảy xuống sông là anh DVLE, 29 tuổi, ngụ xã Hưng Mỹ, huyện Châu Thành, Trà Vinh đã về nhà ngủ. Ngay sau đó, lực lượng công an đã mời thanh niên này đến làm việc. Tại cơ quan công an, anh E tường trình do xảy ra mâu thuẫn với gia đình nên đêm 26 rạng 27 tháng 8, anh điều khiển xe máy đến cầu Long Bình 2 với ý định nhảy xuống sông kết thúc cuộc sống. Khi đến nơi, anh E bỏ lại xe máy, điện thoại rồi nhảy xuống sông, trôi theo dòng nước một đoạn khoảng 20 mét thì leo lên bờ và về nhà ngủ. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an xem xét xử lý. Theo dõi thông tin vụ việc, nhiều người đặt câu hỏi, hành vi của E nhảy xuống sông rồi về nhà ngủ khiến lực lượng cứu hộ vất vả trắng đêm tìm kiếm như vậy, có vi phạm pháp luật hay không? Trả lời câu hỏi này, luật sư Nguyễn Tuấn Anh, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, hành vi của E có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 144/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021. Theo luật sư, cần phân biệt rõ E đã thực hiện hai hành vi bao gồm, thứ nhất là hành vi bỏ lại xe máy, nhảy cầu gây tụ tập đông người, mất trật tự nơi công cộng. Thứ hai là hành vi không thông báo, đính chính thông tin cho lực lượng cứu hộ. Đối với người báo tin cho cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, nếu người báo tin không biết và thuộc trường hợp không biết về việc người nhảy cầu bỏ về nhà sau khi nhảy cầu, thì lỗi vô ý khi báo tin cho cảnh sát phòng cháy chữa cháy nên không bị xử phạt vi phạm hành chính. Trong trường hợp E biết việc lực lượng chức năng đang tìm kiếm nhưng vẫn không thông báo cho cơ quan chức năng thì anh ta có thể bị xử phạt về hành vi tổ chức tham gia tụ tập nhiều người ở nơi công cộng gây mất trật tự công cộng. Luật sư Tuấn Anh nêu quan điểm. Luật sư này cũng phân tích thêm, hành vi của người nhảy cầu là cố ý gây tụ tập đông người, gây mất tình trạng ổn định trật tự, có kỷ luật ở nơi công cộng, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Mặc dù E có điều kiện để khắc phục điều này nhưng không thực hiện thông báo để chấm dứt việc tìm kiếm cứu nạn cứu hộ, dẫn đến hậu quả là nhiều người tiếp tục tụ tập đông người, gây mất trật tự công cộng. E có thể bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng, theo điểm 2 khoảng 2 điều 7, Nghị định 144/2021/NĐ-CP. Còn hành vi không thông báo, đính chính thông tin cho lực lượng cứu nạn cứu hộ của E không bị xử phạt vi phạm hành chính do chưa có quy định cụ thể. Căn cứ Điều 6 Nghị định 83/2017/NĐ-CP quy định về các hành vi bị nghiêm cấm, không có hành vi không thông báo, đính chính thông tin sai sự thật cho lực lượng cứu nạn cứu hộ. Do đó, luật sư cho rằng cần có sự điều chỉnh luật như bổ sung việc xử phạt hành vi không thông báo, đính chính thông tin sai sự thật trong công tác tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ và cần tăng nặng hình thức, mức độ xử phạt vi phạm hành chính. Như vậy mới có thể đủ nghiêm khắc răn đe, nâng cao ý thức cộng đồng của mỗi cá nhân. Cảm ơn sự quan tâm, theo dõi và ủng hộ của quý vị khán giả. Đừng quên like, share, subscribe, bấm vào những tin tức mới nhất, nóng hổi nhất ở bên đây nhé. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.